Thưa quý vị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú dự chủ trì hội nghị toàn quốc giao ban công tác kiểm tra giám sát quý 1. Hội nghị trực tuyến đến 69 điểm cầu trên toàn quốc. Tham dự tại điểm cầu thành phố Cần Thơ có đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp có sự quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra giám sát. Ủy ban kiểm tra các cấp được tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ. Cơ quan kiểm tra các cấp thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thực hiện tốt các nhiệm vụ do điều lệ đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao. Số lượng các cuộc kiểm tra tăng trong cùng kỳ năm 2021, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Riêng Ủy ban Kiểm tra Trung ương thành lập các đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên tăng 2,8 lần. Công tác giám sát có nhiều đổi mới, chú trọng chất lượng hiệu quả giám sát, việc giải quyết tố cáo khiếu nại kịp thời, vân vân. Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp tập trung 6 nhiệm vụ chủ yếu trong quý 2, gồm chủ động tích cực và quyết liệt hơn trong công tác này, tiếp tục tham mưu xây dựng hoàn thiện thể chế về kiểm tra giám sát phòng chống tham nhũng tiêu cực, đảm bảo khoa học chặt chẽ đồng bộ, phù hợp thực tiễn, thực hiện toàn diện có hiệu quả các nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch năm 2022 với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động quyết liệt, mạnh mẽ hơn, tăng cường chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra giám sát của Ủy ban Kiểm tra cấp trên đối với cấp ủy tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra cấp dưới.